ở sanh phận nữ nhi, làm thân đau khổ nên ghi bài này. Đó là hai câu thơ mà mình đọc mình cảm thấy nó buồn buồn sao. Thì cái bài thuốc hôm nay hãy chia sẻ cho cô bác chị mình là một cái bài thuốc nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ giúp các cô các chị có thể là chúng ta sẽ phòng bệnh. Đó. Thì bài thuốc này mình có thể sử dụng là 3 lần trong năm và nó phòng được những cái bệnh ví dụ như đau bụng kinh, rồi đau đầu, đó, rồi rối loạn tiền đình. Đó. Cho các chị các cô. Những cái vấn đề này thì các chị các cô thì gặp rất là nhiều. Ví dụ như hành kinh, đau bụng kinh. Đó, ví dụ như là đau đầu, đau nửa đầu kinh niên, hoặc là do rối loạn tiền đình, hoặc là thiếu máu não. Thì các chị thì chúng ta là hậu cần mà. Thường thì phụ nữ thì chúng ta là hậu cần. Đừng nói hậu cần mà không quan trọng nha. Mà hậu cần mà yếu kém thì tiền tiến cũng không có sức đâu mà làm nha. Hậu cần là quan trọng nhất. Hậu cần thì lo việc nhà, lo cơm nước, cơm áo, gạo tiền rất là nặng nề. Đó. Cho nên là chúng ta rầu rĩ, rồi tính toán này nọ, riết kỳ mất ngủ, rối loạn tiền đình, đau đầu. Đó. Tới khi mà chu kỳ kinh nguyệt thì có những người bị hành kinh, đau bụng kinh rất là nhiều. Rồi, mình sẽ đi hái cây thuốc và cái cách làm đơn giản lắm. Mỗi năm chỉ làm có 3 lần thôi. Đừng có làm biến giùm Hải cái. Nha. Sức khỏe là trên hết mà. Vào vườn, dựa vào cái vườn quen thuộc này. Đây của anh chị. Đây. Thì đây là của anh chị, mình biết cái cây này là cây gì rồi chứ gì. Rất là quen thuộc. Thì đây là cây ngải cứu nè của anh chị. Bây giờ Hải sẽ bẻ một nhánh nè. Tại vì cái bụi này á, hiện tại thì bây giờ là nó đang yếu yếu. Thì Hải sẽ bẻ một nhánh đẹp đẹp này thôi. Rồi Hải sẽ chia sẻ cách làm ha. Đây. Đây. Khu vườn nhỏ bé. Nhưng mà giống như là cái túi của Doraemon vậy. Cây gì thì thường Hải vô đây hay cũng lấy cái cây này, cây thuốc ra. Rồi đây. Đây là cây ngải cứu nè. Cây ngải cứu này chúng ta lấy cho Hải là tươi như là 100g có nghĩa là một lạng. Còn nếu khô thì 30g nha. Ở đây Hải chia sẻ tươi và khô luôn nha. Tươi thì 100g có nghĩa là một lạng. 100g là một lạng. Còn nếu khô thì 30g ha. Bỏ vào nồi. Khi tươi thì rửa sạch đi rồi bỏ vào nồi. Còn khô thì chúng ta rửa sơ rồi bỏ vào nồi. Cô bác chị mình đổ cho Hải là cái chén chúng ta ăn cơm. Cái chén mà chúng ta ăn cơm ha, lấy cho Hải 3 chén rượu gạo lò nấu. Cái rượu mà chúng ta uống thường ngày, không cần bao nhiêu độ, mà cái rượu chúng ta uống thường ngày 3 chén. 3 chén rượu này vào chúng ta sẽ đổ vào cái ngải cứu mà để trong nồi sẵn. Của bác anh chị mình nấu lửa nhỏ thôi. Gọi là lửa riu riu, lửa nhỏ liu riu. Đó. Khi nào nó sắc cạn lại còn 8 phân hoặc là còn một chén lưng lưng. Ông bà ta ngày xưa gọi là ba chén sắc còn 8 phân đó. Rồi. Thì khi mà chúng ta đổ chén đầy, 3 chén đầy nhưng mà chúng ta sắc lại còn một chén lưng lưng. Đó là 8 phân. Rồi. Và cô bác anh chị mình để cho nó còn ấm ấm ha, và chúng ta uống một lần. Uống thời điểm nào? Uống khi mà ăn cơm xong khoảng 30 phút. Uống một lần. Và mỗi năm chúng ta chỉ làm 3 lần như vậy, uống chia đều ra. Một năm 12 tháng thì 4 tháng chúng ta làm một lần. Như vậy thì nó phòng được cái vấn đề là đau đầu kinh niên, rồi đau bụng kinh, hành kinh, rồi rối loạn tiền đình, nó phòng rất là tuyệt vời. Tuyệt vời không các anh chị mình. Đây là một cái cách rất là dân gian mà nó có cái một cái hai cái câu thơ. Hãy đọc cho các anh chị mình nghe ở đầu video đó. Đó. Rồi. Còn nếu mà ai mà đang bị phải không? Đang bị rối loạn tiền đình. Mình chia sẻ luôn nè. Ai mà đang bị rối loạn tiền đình thì chúng ta sử dụng cách nào? Đơn giản lắm. Của anh chị mình là lấy cho Hải là cũng 100g luôn. 100g cái ngải cứu tươi nè. 100g ngải cứu tươi. Của anh chị mình lấy cái phần non á,
đọt và cái lá thôi ha, còn phần già chúng ta không có lấy. Và cô ba rửa sạch đi và chúng ta sẽ sắc nhuyễn. Sắc nhuyễn xong của bác anh chị mình là bỏ vào một cái tô, lấy cho Hải ba cái trứng vịt, ba cái trứng vịt quậy đổ đập vào và chúng ta sẽ nêm liếm vừa ăn, và chúng ta sẽ chưng hoặc là nướng hoặc là chiên hoặc là hấp trong nồi cơm. Chúng ta sẽ ăn. Nếu bệnh nặng thì mỗi ngày ăn 2 lần, nếu bệnh nhẹ thì mỗi ngày ăn 1 lần. Đó là trị cái trứng là thiếu máu não, rối loạn tiền đình, nhức đầu kinh niên. Trị nha, hồi nãy là chúng ta phòng, bây giờ là chúng ta trị. Đó. Còn ai mà bị hành kinh, đau bụng kinh thì có một cái bài thuốc đơn giản lắm. À, nếu mà không ai mà không có cái ngải cứu khô tươi á, thì chúng ta sẽ mua khô ha, mua trên mạng ha, đâu không cần biết, nhưng mà mua khô ha. Khô thì mỗi lần là 30g bỏ vào nồi, đổ cho Hải là 3 chén nước. Đó, thì cũng sắc còn 8 phân á, chén lưng lưng á, chúng ta uống. Đó. Nếu bệnh nặng thì mỗi ngày uống sắc 2 lần uống. Nếu bệnh nhẹ thì một ngày uống 1 lần. Đó là trị ha. Rồi, ai mà hay bị hành kinh ha, đau bụng kinh ha, thì thường Hải thấy á, theo kinh nghiệm thì Hải thấy là những người hay đau bụng kinh, hành kinh là những người bị thiếu máu. Thì để chúng ta giải quyết vấn đề mà đau bụng này cái, thì người nhà Hải cũng vẫn vậy. Đôi khi đau như vậy đó, tới chu kỳ thì nó đau hành. Thì Hải thường á, đây là Hải chia sẻ kinh nghiệm của Hải luôn nha, và Hải đã dùng cho người thân rồi. Thì chúng ta đi ra ngoài vườn, nếu như vườn chúng ta có cái cây cái củ riền á, của bác chị mình, củ riền ha, củ riền. À, củ riền người ta còn hay gọi là cao lương khương. Nó giúp ấm hệ tiêu hóa, và nói chung trong cơ thể nó ấm cơ thể chúng ta rất là tốt. Thì khi mà bị như vậy thì chúng ta lấy một cái củ riền ba lớn bằng ngón tay cái như thế này, dài bằng ngón tay cái như thế này. Thì tùy theo cái thể trạng của cơ thể chúng ta, nếu chúng ta nhỏ con thì ngón tay cái chúng ta nó ngắn, nó nhỏ lại. Còn nếu mà chúng ta lớn con thì ngón tay cái chúng ta nó lớn và nó dài. Rồi ha. Thế thì cứ phù hợp thì thể trạng bằng ngón tay cái này, chúng ta giã nát. Giã nát xong của anh chị mình lấy cho Hải là nước ấm ấm á, khoảng 1 ly và lớn vậy. Đó, ly đổ vào, quậy cho đều và chúng ta vắt lấy nước chúng ta uống. Uống cảm thấy nó ấm từ cổ họng ấm xuống. Và nó sẽ giảm đau tức thì cho cô bán chị mình. Đó. Đó là cách để chúng ta sử dụng riền. Ngoài ra chúng ta có thể lấy nước ấm và chúng ta chườm ở phần bụng dưới. Thì kết hợp, nếu mà đau quá thì chúng ta kết hợp hai cái cách này. Thì chúng ta có thể là dứt điểm cái vấn đề mà đau bụng, hành kinh, ngoại. Xong rồi đúng không? Chúng ta giải quyết cái vấn đề thiếu máu nè. Vấn đề thiếu máu thì chúng ta có thể áp dụng những cái cách mà Hải cũng đã từng chia sẻ trong dân gian, trong kênh, cách dân gian cũng rất là đơn giản thôi. Thiếu máu thì chúng ta có thể bồi bổ cơ thể. Đó. Cơ thể của anh chị mình đi ra ngoài tiệm thuốc bắc hoặc là những cái tiệm siêu thị đó, mua cho Hải là một cái thang thuốc hầm gà ác. Nếu như ai ăn mặn, không ăn chay, thì chúng ta sẽ mua cái đó về chúng ta hầm gà ác. Mỗi tuần ăn 1 đến 2 lần hầm như vậy thì chúng ta ăn. Đó. Nếu như mà cô bán chị mình bị ăn chay thì chúng ta sẽ lấy cái thang thuốc đó, chúng ta đổ nước vào, đổ 1 lít nước, sắc còn nửa lít, và chia làm 2 lần uống trong ngày. Ở trong đó nó có củ hoài sơn nè, nó có táo đỏ, nó có kỷ tử, nó có bạch chỉ, rất là nhiều cái loại dược liệu bổ trong đó. Thì nếu như chúng ta mà ăn mặn á, thì chúng ta sẽ hầm gà ác. Nếu mà có điều kiện nữa cũng hầm bồ câu. Nhà Hải cũng có nuôi bồ câu cho nên Hải, nhưng mà Hải không ăn, Hải không có ấy đó, nó cứ sống nhiều sống kệ nó. Nhưng mà nếu như ai mà bị suy nhược quá, thiếu máu quá thì chúng ta sẽ hầm bồ câu. Một con bồ câu thì cái chất của một con bồ câu nó bằng 9 con gà. Ngày xưa người ta đánh giá như vậy, chất bổ đó, một con bồ câu nó bổ bằng 9 con gà. Đó.
Nhưng mà bồ câu thì khó tìm, thì gà ác thì đôi khi cũng dễ tìm đó. Thì chúng ta cứ hầm một, nếu bên nặng á thì một tuần ăn hai lần, nhẹ nhẹ thì từng ăn lần. Như vậy thì nó sẽ bồi bổ cơ thể và nó giúp chúng ta là hỗ trợ điều trị cái thiếu máu. Ngoài ra chúng ta có thể ăn thêm là cái đậu phộng. Đậu phộng mà chúng ta nấu với lại nấm lim xanh, hoặc là đậu phộng chúng ta hầm với lại nấm mèo, hoặc đậu phộng là đơn giản nhất là người ăn chay là chúng ta đậu phộng mà chúng ta hầm với lại bí đỏ. Hôm trước hay cũng đã chia sẻ rồi, chúng ta có thể nấu canh bí đỏ xong đậu phộng chúng ta để nguyên hạt chúng ta bỏ vào cho nó mềm, hoặc là chúng ta có thể giã nát cái đậu phộng sống á, bỏ vào làm một nồi canh chúng ta ăn. Có thời gian nữa thì cái trái bí đỏ chúng ta khoét một cái lỗ, lấy ruột móc cái hột ra hết đi, và chúng ta sẽ bỏ đậu phộng vào, chúng ta sẽ đặt lên bếp chúng ta hấp, đặt lên chúng ta hấp. Thì như vậy chúng ta sẽ ăn hết cái ruột bí đỏ và ăn hết đậu phộng. Thì như vậy thì đó là thích hợp cho những người ăn chay, thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị thiếu máu rất là tốt đó, bồi bổ sức khỏe. Như vậy thì lỡ sanh phận nữ nhi làm thân đau khổ, xin ghi bài này. Thì đây là một cái bài thuốc để phòng, còn những bài thuốc trị thì Hải cũng đã chia sẻ luôn rồi. Video thì hơi dài nhưng Hải chia sẻ rất là cặn kẽ cách phòng và cách trị với những người mà cần thì rất là quý, còn những người không cần xem cho vui thì cảm thấy rất là coi rất là mệt, trong này nói dài quá. Thì Hải cũng có một cái kênh, đó là kênh Phan Hải Vlog, mà ở đầu video Hải cũng đã để đó. Hải cũng chia sẻ rất là ngắn gọn, có những video có một phút mà của anh chị mình, Hải chia sẻ xong để chiều ý những cái người mà nói Hải chia sẻ dài dòng thôi, nhưng thực chất ra Hải nhìn, Hải nghe cái những cái video đó, Hải coi Hải rất là gọi là nó bức xúc, gọi là nó bị ức chế, ngắn quá không hiểu được gì hết. Mà tại sao một số người là cứ đòi như vậy thì thôi Hải chịu luôn đó. Nhưng mà nếu thích ngắn gọn, có những video có một phút rồi vào đó xem là thấy ức chế liền. Nhưng mà Hải thử thì qua kênh Phan Hải Vlog của anh chị mình thương Hải, thì qua bển ủng hộ Hải để Hải có tinh thần thêm. Sau này Hải sẽ phát triển hai kênh này để đồng hành, một kênh thì chia sẻ chi tiết, một kênh thì chia sẻ ngắn gọn dành cho những cô bác chị nào không có thời gian và ghét dài dòng. Còn kênh này là dành cho những cô bác chị mà thật sự cần bài thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh, để tham khảo kỹ lưỡng để chúng ta có thể áp dụng ngay và luôn. Rồi thì cũng đã xong, thì có video Phan Hải chúc cô bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc, bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.